Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 011. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ phần xác định công thức cấu tạo đúng khi cho biết công thức phân tử. Em nào yếu đuối phần này có thể là tham gia khóa học bằng cách là truy cập trong web trên đỉnh đây. Quay lại với bài mã số ID là 001 thì bài này cho các em sẵn C6H10O4 rồi, có 4 oxy rồi. Vậy các em nhẩm pi luôn. Pi của thầy sẽ bằng 2. Pi bằng 2 mà có 4 oxy thì suy ra nó là este2 chức, vì ở đây nó cho este sẵn rồi, không cần phải chứng minh nữa. Kết quả este2 chức bây giờ làm thế nào để xác định được cấu tạo đúng của nó thì thầy có như sau. Thứ nhất là z của thầy đây, nó phản ứng với NaOH ra CH4, mà z của thầy ở đây chắc chắn phải là đơn chức. Lý do vì sao lại như vậy? Bởi vì ancol là đa chức. Vì ancol hòa tan dung dịch màu xanh tạo ra màu xanh lam. Ancol đa chức thì muối phải đơn chức. Muối đơn chức chỉ có muối duy nhất để tạo ra CH4 thôi là CH3COONa. Như vậy thầy tìm được z của thầy là CH3COONa. Đó. Tiếp tục, ở đây người ta tạo ra ba chất. Như vậy y của thầy là ancol hai chức. Ancol hai chức có mấy C thầy chưa biết. Chưa hề biết. Tiếp theo, chất z của thầy ở đây biết rồi, bây giờ chất T. T của thầy ở đây là bao nhiêu? Đó, T của thầy không thể là cùng số C với lại CH3COONa được, tức là phải hai muối khác nhau. Như vậy có hai trường hợp điển hình. Một là nó là HCONa. Hai nó là C2H5COONa. Đó. Thế thì như vậy các em thử trực tiếp vào thì kết quả các em tìm ra được thỏa mãn là CH3COO, CH2, CH, CH3 phải đảm bảo có OH kề nhau, vì thế phải nhánh này phải là CH3. Ở đây thầy có là H OOCH, tức là axit này là axit formic. Một số bạn bảo là thưa thầy, nhỡ nó là C2H5COOH thì sao? Thế thì nếu như nó là C2H5COOH thì khi đó là thầy sẽ có tổng C của thầy đây sẽ là 1C này, 2C này. Ở đây thầy có 3C nữa là 5C. Đó, 5C. 5C thì trong này của thầy rượu chỉ còn lại 1C nữa thôi. 1C nữa thì khi đó không thể có 2 OH kề nhau được. Như vậy bắt buộc phải là HCOOH. Đó, đó là axit tạo lên bởi cái chiếc este này. Đây là cái biện luận các em nhìn thấy ngay. Như vậy sau khi tìm được X rồi thì các em sẽ tìm ra được giá trị của Y. Y của thầy là rượu này. Đó, và phương trình của nó để tạo ra COH là màu xanh, phức xanh đây. Thế thì bây giờ quay trở lại với nội dung mệnh đề. Nó hỏi rằng là mệnh đề là sau đây là sai. A, X có hai cấu tạo phù hợp. Chính xác. Cấu tạo thứ nhất là cấu tạo này. Cấu tạo thứ hai là thầy di chuyển cái nhóm chức axit này về sang bên này, chức CH3CO sang bên này đây, thì thầy được cấu tạo thứ hai. Như vậy là có hai cấu tạo phù hợp. B, Y có mạch carbon phân nhánh. Y của thầy mạch carbon mạch thẳng. Y là mạch thẳng, CH3 đưa lên trên, OH xuống dưới, nó là mạch thẳng chứ không phải là mạch nhánh. Như vậy kết quả B là đáp án cần chọn. C, T có khả năng tham hoạt trong bạc. Chính xác, T có chức anhydride vì thế trắng được bạc. D, Z không làm mất mờ brom. Ở Z chính xác, không có chức anhydride, không có lối đôi CC. Tóm lại Z của thầy không thể làm mất brom được. Vậy đúng. Như vậy đáp án đúng của thầy, ok, là đáp án B.